Như vậy là tỷ số của C đấu thứ 19 đang rất nhanh gọn 2-0. Đây, ngay sau khi các ông đấy cầm Kenny sang xong là một ông Greg và một ông Yamato. Thôi cũng được. Greg rơi vào tay của BB. Ở đây đúng là cái kiểu mà các ông đánh theo cái kiểu còn sống còn chiến đấu. Còn chiến đấu thì vâng, tôi đang nói mà mải mê đến giờ lúc này nó mệt mệt rồi, lại nhớ về đến ngày xưa. Cái mối mối tình đầu của tôi. Vâng, và tôi cũng đã nghĩ rằng là người yêu cũ của tôi khi lấy chồng tôi sẽ ôm một quả bom nên tôi đặt ở nhà cơ. Đặt ở nhà người yêu cũ cơ, nhưng mà thực ra đến cuối cùng thì tôi cũng nghĩ rồi. Còn yêu thì còn đau khổ, mà còn càng đau khổ thì sẽ không bao giờ dứt ra được cái chuyện yêu đấy, cho nên đây sẽ là nó mãi là cái vòng luẩn quẩn thôi. Chứ còn đam mê đế chế thì các ông còn phải chờ thức đêm, mà còn thức đêm thì sẽ phải còn trốn vợ đi chơi, mà còn trốn vợ đi chơi thì sẽ sinh ra đam mê đế chế nhiều hơn, là đam mê đế chế nhiều hơn thì về nhà lại phải trốn vợ đi chơi, thế thôi, cứ quanh đi quẩn lại thì cuối cùng là không hại ai cả. Mà đàn ông thì không gái gú gì, chỉ có chơi tí đế chế thôi, mấy anh em vui vẻ với nhau thôi. Cùng lắm chỉ có duy nhất trên làng đế chế Việt Nam thì chỉ có hai cái ngoại lệ. Duy nhất là ông anh của tôi, ông Gunny thì thần tượng rồi. Cho nên là đa phần bạn gái nào mà thích chơi đế chế hoặc nhìn thấy hình ảnh của anh là đều yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thì nhiều khả năng là sẽ bị toạc ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mà gái để ý. Và người thứ hai đó là anh Lỏng Bạch Tiêu và anh Long Thiếu Gia, cũng thế, phong cách lãng tử và cái nhìn đầu tiên cũng đã đủ hấp hồn mọi người con gái rồi. Còn lại như vâng, cứ như bọn ông Tuân Tiền Hải mấy ông bờm thì thôi rồi, vâng, mà tự đi lừa thôi chứ còn không bao giờ để gái nó lừa cả. Còn như tôi thì tôi không nói làm gì. Ở những cái đấy nó là dĩ vãng rồi. Bây giờ sống thật với bản thân thôi. Tranh thủ mỗi tuần được bình luận vài trận đế chế. Xong là về nhà thi thoảng cà phê cà pháo ra ngồi tán phét với mấy ông FA thế là xong. Cười hề hề. 25 trên 32 tham lai của game thủ BB lúc này. Choi tham. Ôi giời, các ông nên đời toàn bằng nhau thôi. Ép lúc này có lẽ cũng xuất sắc như bản thân tôi ép đời lúc tôi khỏe thôi. Bây giờ tôi cũng yếu mềm mọt ra rồi. Bây giờ tôi ép đời chắc cũng phải phút thứ 20 mới lên xong. Phút thứ 20 mới lên xong đời hai, bởi vì còn bận một mắt rắm một mắt mở. Nó xác định sẵn là câu voi là chết dân. Thế cho nó nhanh. Ngọ giò gan nia sang rồi chuẩn bị tinh thần vột.
Sang phải nhốt con ngựa giò đây anh ơi. Không phải rồi. Xem lô 1 đi. 26 trên 28. Vâng, mà hiện tại đúng là cái con số 19, 19C thì như các bạn biết rồi. Vâng, mà gõ lên gõ gõ lên trong cái lúc tạo game của đế chế đấy. Thì nó ra cái chữ rất là hay. Ha 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 ha. Cười đầy man man rợ. Chúng ta vẫn phải chờ đợi thôi. Vâng, C này nhiều khả năng không lock out được thì chưa có C20 ngay được. Các ông lại kéo nhau đến khoảng 5 trận rồi. Vâng, ra ốp nhà phù. Phù đen đi, phù đen, phù đen, tuyệt vời. Xuống dân vụt ngay, con chém chưa có giáp sẽ đổ nhanh thôi. Đó. Vụt nốt không nói nhiều. Nói nhiều làm gì với con bố điều. Rồi, hiện tại chúng ta đang được theo dõi màn hình máy của game thủ Yamato giờ lô 1 cầm. Vâng, mà anh hổ báo lấy dân vụt 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 lạc đà và cũng như vụt ngựa chém. Nên bây giờ tham lai của anh nó đang thắt cổ trai lại rồi. 26 trên 44. May quá mà không bị phù con chém tơn vào rồi, thôi ngồi đấy mà khóc. Đang nhận đồ lên cung A. Trận này tôi nghĩ là sẽ một thế trận khó rồi. Hình như bên kia có Sen hay sao? Bên kia dường như có Sen ở game thủ Gunny hay sao? À, V-Lớp hay sao mà có cả lạc đà kẹp cung giờ mà sớm sủa như thế này. Vâng, giờ phút này có lẽ các bạn theo dõi nó cũng không được sôi động cho lắm rồi. Về những cái trận đấu nó diễn ra cực kỳ là nhanh chóng thôi. Bây giờ tôi đang tưởng tượng đây là các ông bầu đang đánh với nhau, các bô lão đang 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 dã nhau. Nó rất là chậm rãi, từ tốn và đầy phong cách. BB cũng đang rất khỏe các bạn thể thấy. Bây giờ như đã lướt qua nhà Gunny một lần rồi. Còn lại bây giờ ở nhà cũng đang bị đục. Còn đang sang cứu ở nhà của lô 1 cơ. Mất một con chém cực kỳ khó khăn trong tình huống này. Có đen ruộng ra mà sửa lốt cái chỗ kia không? Bục rừng rồi anh ơi. Bục rừng đến nơi rồi. Vâng, chém đã về. Úi dồi ôi,
ra hết rồi, ra hết quần rồi, chém nó về đến nơi rồi, may quá. Như vậy bên kia có một Roman vào rồi, một Sen thì phải. Tôi thấy bài đánh hốt mã mà khỏe như kia chỉ duy nhất là Sen thôi. Bốn mươi sáu trên 52 là tham này em thủ lúc một lúc này. Cung A đã đẩy. Như vậy nhà BC kia chưa chắc như phải nhà của Sen rồi. Nhà này nhà của Phô hoặc nhà gì đây? Chọa chọa vào xem nào. Bắn nổ BC của văng lốp luôn. Rất hổ báo. Cứ chui vào đi anh ơi. Bên họ không có vẹo gì đâu. Ốm đúng con ai ít máu nó tuốt cho một cái ngã ngửa hết cả ra. Như vậy đây là nhà Egypt rồi. Đây là nhà Egypt đánh hốt mã, đánh kẹp cả phù thủy nữa, đánh hỗn tạp. Ông phù thủy ra con nào bị tuốt một phát này là rụng hết con đấy. Vâng, đẩy bay được nhà của Velop rồi. Như vậy là cửa thắng lại cao. Đang đang vào sâu cái chum cái tờ room của nhà V lớp đây rồi. Cửa thắng tự rưng nó lại cao trong cái xê đấu này. Vâng, dưới dốc cũng không sợ vì đây là cung A mà. Tôi đúng tuốt hết ruộng người ta đi anh ơi. Đứng thiêu hết ruộng người ta đi. À, quyết định vượt biên à. Ôi, BB đang giải chém và dẫn rất nhiều lơi. Tham còn 9 thôi. Thiêu hết nhà Gani đã, còn lại thì sẽ chuyển về thế một đấu một với một thiếu nhà V lớp, còn lại sẽ chuyển về thế một đấu một với Gani. Gani là Roman thì anh không xoắn rồi, Roman thì chỉ có đánh cẩu đá thôi, nhưng mà đây lại đánh chém đông chém kẹp với phù thủy. Vẩy e rất hay, giờ không thử lô một vẩy e nó rất là kích thích và sôi động, các bạn có thể nhìn thấy. Ông bây giờ đứng thổi bay nhà V lớp rồi. Cứ đứng tuốt thôi, đứng đứng nhờ dương cung nên là tuốt thôi. Thế nhà cực kín thì Yamato cho game thủ lô 1 cầm. Bây giờ thì đẩy Gani rồi. Bây giờ đang tụ quân ở giữa bản đồ, tụ quân ở cạnh nhà Gani, đứng trên dốc thôi anh ơi. Đứng trên dốc rồi đưa tơn ở nhà sang. Đưa tơn ở nhà sang đi thành hai hướng. Bắn chết con voi kia thử diêm cung có xác không đã rồi lao vào. Vâng, như vậy là tôi nghĩ là trên góc 12 giờ sẽ còn một khoanh ruộng to ở game thủ V lớp ở đấy rồi. Thôi đẩy vào đi anh ơi. À, như vậy là V lớp xuống đây, V lớp xuống đây rồi. Phù thủy đứng lại phù đi anh ơi. Phù thủy đứng lại phù để xem phù có máu không. Ôi giời ơi. Vâng, chém của game thủ Gani đang chạy tổng tộc ra đây rồi. Tên này bị bắt hết thì chém của Gani cũng sạch sẽ, nhưng các bạn có thể thấy rằng
Vậy con những con cung A giáp 4 của Yamato là nó cũng sắc sảo như thế nào? Nó ăn được rất nhiều chém của game thủ Gani. Làm tên này ta lại đưa tên khác sang đều đặn. Mỗi tháng 30 ngày thì 20 lần. 20 lần và đều đặn mỗi tuần nhân đôi. 2 tuần nhân đôi một 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 chớp. Đây, bây giờ sẽ đưa tên cung này sang thôi. Bây giờ là lần phải nhân đôi rồi, đưa sang chỗ này sang này coi như gan đi phế. Từ nãy giờ ông có sóc rồi 20 con lạc đà, à 20 con ngựa chém không? Ấy là đây rồi, đây rồi, phù thủy đây rồi. Phù thủy à. Đứng dưới dốc cũng chơi. Dưới dốc cũng chơi, bây giờ là lên dốc. Để cũng rất chậm rãi. Giờ là tụ quân rồi. Bây giờ là tụ quân để chuẩn bị đẩy rồi. Alo? Ờ. Kênh nào bị ốp? Để xem nữa, kênh mất phí đấy. Ấn F5 thế nào? Ờ, quý vị các bạn thân mến, mà giờ phút này Tuấn Tiên Tỷ đang đang than với tôi bảo là sao sao bảo bình luận 30C mà bây giờ mới có 20C là thế nào? Bình luận năng suất, và tôi không phải là bình luận công nghiệp như hôm nọ tôi đánh với Tuấn Tiên Tỷ thì các bạn có đã cũng được nghe rồi. Tôi không giấu chuyện gì cả. Ô, Tuấn Tiên Tỷ hôm đấy là định đi ra để thắt cổ vì gặp cái lối đánh bốc lửa của tôi. Cái lối đánh và gắn đi sai 3-0 trong xê đấu thứ 19. Chúng ta chuẩn bị trở lại với trận đấu đầu tiên của xê đấu thứ 20 thôi. Vậy tỷ số về C hiện tại đang là 9-10, nghiêng về phía Văng Lốp và cũng như gắn đi căng thẳng quá. Chúng ta chuẩn bị trở lại với xê đấu thứ 20 thôi.